Bây giờ Nhật Đức hỏi bà cụ là dạ, bà cụ năm nay nhiêu tuổi rồi? Còn 59 mươi thầy. 90 tuổi rồi. Dạ. À, vậy thì bây giờ là bà quyết định bà niệm Phật bà đi về đâu? Con về Tây Phương Cực Lạc. À, chứ còn... về, quyết định về Tây Phương Cực Lạc nghe. Dạ. Bây giờ mà quyết tâm về Tây Phương Cực Lạc á, bây giờ Nhật Đức hỏi bà cụ là hiện tại bà cụ còn buồn giận ai để trong tâm không? Đến giờ phút này con buông bỏ hết cho thầy, buông bỏ hết, không để ai. Dành thật trước đây, dành thật chưa, con bỏ hết con. Bây giờ bà nghe lời Nhật Đức là không có buồn giận ai để trong tâm nữa nghe. Phật, con cảm ơn thầy. Bây giờ nè, bà cũng rất quý Nhật Đức, Nhật Đức cũng rất quý bà cụ. Bây giờ Nhật Đức dùng cái tâm chân thật nhiệt tình. Bây giờ khuyên bà cụ không có buồn giận đứa con nào để trong tâm nữa. Dù cho nó có làm cái gì, nó tu làm sao, đó là chuyện của nó. Còn bây giờ bà quyết tâm bà về Cực Lạc nghe. Bây giờ Nhật Đức chân thành phiên bà, mỗi ngày Nhật Đức giảng pháp nè, hướng dẫn người tu nè, chùa mình giờ gần 2.000 người à. Bây giờ Nhật Đức nuôi, bây giờ Nhật Đức nguyện đem cái công đức mà Nhật Đức giảng pháp nè, cái công đức nuôi người già, nguyện hồi hướng cho bà cụ, nguyện cầu cho bà cụ có sức khỏe rồi tỉnh táo, bà tâm trạng an lạc, không có buồn ai nữa hết, để cuối cuộc đời bà về Cực Lạc nghe. Đây là trước tam bảo Nhật Đức nói bằng lời chân thành đó. Thấy bà cụ Nhật Đức rất là thương. Bây giờ nè, nghe lời Nhật Đức nè, bây giờ cái đoạn phim này Nhật Đức có quay lại cho bà luôn rồi nè. Quay lại để làm bằng chứng nè. Là bà cụ là 90 tuổi, gần cả 100 tuổi. Mà bây giờ bà cụ quyết định là niệm Phật đời này giảng sanh. Mà tuy là cặp mắt bà không thấy đường, nhưng mà lỗ tai nghe rõ. Rồi miệng nói rõ ràng. Bà siêng năng niệm Phật. Quyết chí đời này giảng sanh Cực Lạc. Bây giờ là bà hứa với thầy Nhật Đức là từ hôm nay không có buồn giận ai để trong tâm nữa. Hứa đi. Dạ. Con tên là Trần Thị Lộn, pháp danh con tên là Huệ Tinh. Con lại Phật, cho con hứa trước Phật, con hứa trước Phật thầy Nhật Đức, từ nay trở đi con không chọn dùng chữ ai nữa, không hẹn, không hận thù ai nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con lại Phật chứng minh cho con. A Di Đà Phật. Rồi, có nghĩa là bà cụ bà đã hứa với thầy Nhật Đức rồi. Từ hôm nay bà không buồn giận trách ai nữa hết. Và đối với thầy nào cũng thương yêu. Quý thầy Đức, rồi quý tất cả quý thầy. Giống như cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ Nhật Đức khuyên bà cụ nè. Con cháu nó đi làm cái gì, nó đi đâu, kể nó. Bây giờ bà cụ lúc nào cũng niệm Phật. Và lúc nào mà bất cứ lúc nào, bây giờ Nhật Đức nói công đoạn này có quay phim lại nè. Bà cụ lúc nào mà 100 tuổi già mà yếu. Con cháu lúc nào đưa lên đây. Thì Hòa Thượng Viện Chủ và Nhật Đức lúc nào cũng thương yêu bà cụ. Và sẽ Nhật Đức sắp xếp ban bệ hộ niệm. Và khi bà cụ cho giảng sanh, Nhật Đức sẽ làm nghi lễ y gan trong chùa, đưa tiễn bà cụ đi đàng hoàng nghe. A Di Đà Phật. Tức là khi mà con lên đây là thấy xuống nhà con. Bây giờ lúc nào mà bà yếu á, con cháu đưa lên đây. A Di Đà Phật. Rồi Nhật Đức tại chùa hay hơn. A Di Đà Phật. Tại chùa đang bà cụ được nằm trong ngôi nhà tam bảo. A Di Đà Phật. Rồi Nhật Đức đưa bà cụ vô phòng hộ niệm đàng hoàng cho bà cụ. A Di Đà Phật. Bà chịu không? A Di Đà Phật. Quan hỷ không? A Di Đà Phật. Rồi. Cho nên là Nhật Đức thấy bà cụ Nhật Đức rất là thương. Nhật Đức mong làm sao á mà từ hôm nay tâm trạng cụ lúc nào cũng vui vẻ thoải mái. Con cháu kệ nó, mình lớn tuổi rồi. Bây giờ mình thương nó thật lòng, nhưng mà mình lại khổ cái tâm. Bây giờ mình nói gì nó làm khác. Cái ý của nó kể để người ta làm sao người ta làm. Còn bà cụ lo niệm Phật đó nghe không? Còn bây giờ Nhật Đức khuyên nè, bà cụ nghe pháp là lúc nghe pháp là tắt niệm Phật. Còn lúc niệm Phật là tắt pháp. Niệm mới có kết quả nghe. Bây giờ bà hỏi bà cụ, thầy ơi, con hỏi thầy là thầy nghe pháp niệm Phật sao? Nhật Đức nói là lúc tôi nghe pháp tôi sẽ tắt niệm Phật. Chỉ có một cái pháp thôi. Còn lúc niệm Phật thì tôi sẽ tắt pháp. Để chuyên nhất nghe. Đây là Nhật Đức khuyên bà cụ để sau này bà cụ có kết quả nghe cụ. Để giảng sanh Cực Lạc nghe. Không, Nhật Đức thấy bà Nhật Đức thương. Nhật Đức thấy rằng Phật A Di Đà cũng thương bà cụ lắm đó. Nên bà tỉnh veo mà lỗ tai nghe rõ nữa. Mà nhìn bà là dễ thương
nên Phật tử khắp nơi nơi mà coi công đoạn này nghe, quý vị coi bà cụ 90 mấy nãy bà nói 90 mấy cụ? 90 chặn thầy. 90 tuổi. 1934. À, bà cụ 90 tuổi nghe quý vị. Mà bà quý như đức lắm, bà siêng năng niệm Phật lắm. À chị đã. Nó nên ở nhà niệm Phật suốt à. Nhưng mà con cái là bắt niệm Phật rồi bắt pháp của những đức một lúc nhiều quá. Nên bị ảnh hưởng, bây giờ những đức khuyên bà cụ là bắt niệm Phật không à. Còn lúc nào nghe pháp thì tắt niệm Phật nghe. À chị đã. Bà cụ hứa những đức được không? Dạ. Khi mà niệm Phật thì tắt gì? Tắt pháp. Dạ A Di Đà Phật. Còn khi mà nghe pháp thì tắt niệm Phật. Dạ A Di Đà Phật. Chỉ nghe một loại thôi nghe. Dạ A Di Đà Phật. Rồi. Nghĩa là bây giờ trước Tam Bảo những đức nguyện á, tất cả quán thân trái chủ mà đi theo bà cụ á, những đức nguyện đem công đức hồi hướng cho chư vị. Nguyện cho chư vị cho để cho bà thượng cho bà cụ khỏe. A Di Đà Phật. Cho bà cụ vui. A Di Đà Phật. Rồi đến khi mà cuối đời những đức hộ niệm đưa tiễn bà cụ về cực lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bà cụ này dễ thương nghe. Phật tử coi khắp nơi nơi coi thấy không? Người già mà dễ tính, quan hỷ gì á là nhờ niệm Phật đó quý vị. A-di-đà Phật. Vui vẻ nghe. A-di-đà Phật. Nó nhìn là thấy quan hỷ liền à. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Còn cảm ơn thầy. A-di-đà Phật. Mà hồi đó tới giờ nghe những đức giảng chứ. Mới có lần này ngồi kế bên rồi đúng không? A-di-đà Phật cha. Mà cái này là quay khuyên để làm kỷ niệm luôn rồi đó. A-di-đà Phật. Đặt máy quay khuyên rồi đó. A-di-đà Phật. Rồi bữa nào á chiều cái gì nè, xong rồi nè. Chiều xong rồi bắt đầu là cái công đoạn này những đức đưa lên cái trang của những đức á, cứ bấm thầy thích những đức trang chân thành niệm Phật là bấm đoạn này lên cho bà cụ nghe. A Di Đà Phật. Những đức muốn nói đoạn này cho bà cụ nghe đó. Dạ A Di Đà Phật. Để thường bật cho bà cụ nghe đoạn này nghe, có bà nói chuyện nè. A Di Đà Phật. Bây giờ những đức hỏi bà cụ là bà cụ mỗi ngày niệm Phật thì sao? Dạ. Bà niệm sao, niệm coi. Anh nhớ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giỏi quá, giỏi luôn. Bây giờ bà cụ niệm Phật vậy mà quyết tâm giảng sanh cực lạc không? Dạ. Bây giờ còn dính dáng tiền bạc gì không? Không, đạt nó là không thôi. Đạt nó là buông xuống rồi phải không? Hết hết. Buông hết phải không? Dạ. Bây giờ nhà đức kể cho bà cụ nghe câu chuyện nè. Dạ. Có cái bà già trong chùa mới đây. Dạ. Bà chỉ dính có một cái mền của con bà cho thôi. Con bà mua cái mền cho bà. Khi mà bà mắc xong á, bà mắc xong á thì đem cái mền bà cho bà cụ kế bên đắp. Thì tối lại 12 giờ khuya. Bà về bà đứng ngay đầu nằm. Bà nói với bà già kia, bà nói nè, trả mền cho tôi. Trả mền cho tôi. Sáng là bà kia, bà mới nói cô đưa cái mền á, là mền của ai vậy? Mà có bà già lại bà đòi tôi. Nó là cái mền của cái bà đã mới chết. Bà lợi bà đòi cái mền. Có nghĩa là tình chấp một cái mền mà còn về đòi mền là không được giảng sanh. Còn có một cái bà này á, bà có cái nhà vệ sinh. Mà khi bà chết xong mà người ta đi về nhà vệ sinh bà, mà người ta không rửa sạch. Vậy đó mà bà về bà kêu người ta phải rửa nhà vệ sinh sạch cho bà. Thấy chưa? Có nghĩa là những cái tình chấp ở trong cuộc đời này, từ dặn con, dặn cháu, dính tiền, rồi bực bội, khó chịu, không vừa lòng người này, không vừa lòng người nọ, là mình sẽ mất phần giảng sanh nghe cụ. Mà đa phần là đỏ không đó nghe. Bây giờ những đức thấy bà cụ này làm tấm gương nè, để cho công chúng khắp nơi nơi coi. Bây giờ những đức đang quay phim nè, làm tấm gương cho công chúng khắp nơi nơi coi, là bà cụ 90 tuổi mà quan hỷ, vui vẻ, rồi là niệm Phật, rồi là không dính mắc cái gì hết. Rồi mỗi ngày niệm Phật chỉ cầu Phật đến rước về cực lạc thôi. Không buồn dặn ai để trong tâm nữa. Bây giờ những đức đại diện ở trong Tam Bảo đây đông người, những đức chứng minh cho bà cụ là bà cụ không còn buồn dặn ai nữa hết. Rồi là quyết tâm niệm Phật đời này về cực lạc đúng không cụ? Dạ A Di Đà Phật. Rồi bây giờ cụ có thể hứa với những đức là từ hôm nay quan hỷ vui vẻ niệm Phật về cực lạc không? Dạ A Di Đà Phật. Rồi nói đi. Con lại Phật nghe nè. Dạ con lại Phật. Cho con xin hứa, từ nay trở đi con không dám giận hờn ai nữa. Tất cả mọi việc con xin buông bỏ hết, một lòng một dạ chí thành chí nguyện niệm A Di Đà Phật, cầu xin về Tây Phương cực lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con chỉ nhớ với thầy đức. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, được không? Được rồi đó. Rồi, những đức là chứng minh cho bà cụ nghe. Từ hôm nay bà cụ vui vẻ quan hỷ, tới lúc nào bà cụ yếu
là gia đình con cháu đưa bà cụ lên đây. Dạ, Nhân Đức sẽ sắp ban hộ niệm cho bà cụ đàng hoàng. Dạ, đưa tiễn bà cụ về cực lạc nha. À, rồi nguyện Tam Bảo chứng minh cho bà cụ. Bữa nay quan hỷ quá. Quá vui luôn. Rồi chúc bà cụ an lạc nha. Hồi đó giờ biết nhau lâu gì mà mới bữa nay ngồi kế bên luôn đó. Đúng không cụ? Dạ. Mà bà nhà bà cũng quý Nhân Đức lắm đúng không? À chị Đạo Phật. Con mở ra thấy chỗ mô có của thầy nói là con mừng lắm. Chị Đạo Phật. Quý vị coi bà cụ bà đeo máy niệm Phật ngay lỗ tai luôn nè. Người già nên học theo cụ nghe. Đeo cái máy niệm Phật để ngay lỗ tai để nghe luôn, thấy chưa? Đó. Đó, quá giỏi luôn. Chị Đạo Phật. Chị Đạo Phật. A Di Đà Phật. Đấy, chúc Nhân Đức tặng cho bà cụ một chai dầu với cái ly uống nước để làm kỷ niệm. Cái ly đó là có viết chữ A Di Đà Phật trên ly luôn. Để cho bà cụ uống nước cho được mát mẻ nghe. A Di Đà Phật. Giờ nè, mấy chú đem cái ly ra đây coi. A Di Đà Phật. Để tặng cho bà cụ coi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nè đây là cái ly để dành bà cụ uống nước nha, mà có chữ A Di Đà Phật luôn ha. Dạ, rồi đưa cháu nó cầm giùm cho. Rồi đây là ly của thầy Đức tặng. Rồi chai dầu đâu? Chai dầu nhà Đức tặng cho bà cụ chai dầu nữa nha. Đây là chai dầu nha bà cụ. Chai dầu thơm lắm nha. Rồi tặng cho bà cụ nữa nghe. Thôi đây nè, để đưa cháu cầm với lấy một hộp kẹo nước ngoài người ta gỡ nhà Đức, nhà Đức tặng cho bà cụ luôn. Chất viên lâu lâu ăn hả? Một cục kẹo là niệm Phật nghe. Đây là một hộp kẹo tặng cho bà cụ, kẹo ngon lắm mà không khổ nữa nghe. Rồi A Di Đà Phật. Rồi Đức đưa cháu cầm giùm. Rồi vậy là hôm nay là nói chuyện vui gì rồi. Mai mốt là Nhân Đức là chỉ cần lúc nào hộ niệm mà Nhân Đức kêu niệm Phật là bà cụ niệm liền. Cái gì cũng đạt nha. A Di Đà Phật. Thầy ơi. Vậy sao con có tí nè. Con xin thầy gọi là để con nhờ thầy con xin thí công đức. A Di Đà Phật. Được. Thôi Nhân Đức tiếp nhận nghe. Rồi hồi hướng công đức cho bà cụ nghe. Nhân Đức thương bà cụ lắm á nghe. Rồi nên đó là mong mà bà cụ tỉnh táo niệm Phật để về cực lạc nghe. Quý vị coi bà cụ này dễ thương lắm nghe. Ngoan lắm. Thầy Đức ông khuyên cái là nghe liền. Nên tất cả các cụ già khắp nơi nơi nghe. Mà Nhân Đức còn khuyên niệm Phật là các cụ nghe liền nghe. Rồi Phật tử phải học theo bà cụ nghe. Rồi A Di Đà Phật. Nên nguyện đem công đức này hồi hướng á cho tất cả chúng sanh. Chúng ta đồng tín nguyện niệm Phật để cùng hẹn nha, gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Được rồi đó.